Ngôi sao và thói quen selfie không đụng hàng. Quang Hùng Master đi thuộc hệ không dùng app thì nghỉ chơi. Mặt em nó không hợp camera thường đâu, nó hợp app á. Lưu Diệc Phi chung team với IZU cùng sở thích không mấy ai dám thử. Lý Hiện, Sehun cứ như thể sợ người ta biết mình đẹp trai. Selfie đã là thói quen không thể tách rời của không chỉ các ngôi sao mà cả người thường, nhất là kể từ khi có điện thoại thông minh với công nghệ chụp ảnh siêu đẹp. Nhưng mà cùng cầm điện thoại vậy chứ mỗi người lại có cách tự chụp khác nhau, và có những người thì còn có phong cách không đụng hàng luôn. Quang Hùng Master đi luôn là một người cần có công nghệ, cần có filter và app chỉnh ảnh, đó là tôn chỉ của anh chàng dù mặt vốn đã điển trai và nhỏ sẵn rồi. Mới đây Quang Hùng và Bảo Anh cùng chụp ảnh với nhau nhưng mà đàng gái lại cảm giác như mình thành fan girl vậy, chụp ảnh với idol còn bị từ chối vì anh chàng tạo dáng che hết cả mặt. Sau đó Quang Hùng thẳng thắn yêu cầu đàn chị dùng app đi, mình hợp với app thôi chứ không hợp cam thường, và khi chụp app xong thì thấy ổn hẳn. Trong quá khứ cũng không ít lần giọng ca Thủy Triều chụp ảnh cùng fan mà yêu cầu không dùng cam thường, cũng không chịu cầm máy, không chịu đứng phía trước vì như vậy mặt sẽ to. Người ta sáng tạo ra camera trước của điện thoại thông minh với rất nhiều công cụ hỗ trợ để chụp ảnh tự sướng, thế nên còn được gọi là camera selfie. Lưu Diệc Phi cũng xài điện thoại đắt đỏ như bất cứ siêu sao nào khác nhưng cô nàng lại có một thói quen không giống ai, đó là selfie bằng cam sau chứ nhất quyết không dùng cam trước. Người đẹp bị bắt gặp không ít lần quay camera sau ra tự chụp hình khiến fan không thể nhịn được cười. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng nhan sắc cỡ đó thì chụp cam nào cũng đẹp thôi, người ta tự tin nên dùng cam sau vẫn đẹp hơn mình chụp cam trước. Và quả thật hình tự chụp của thần tiên tỷ tỷ dù có chọn góc không ổn nhưng vẫn luôn tạo ra ảnh đẹp, nhan sắc ấy có thể cứu lại hết. Cbiz có Lưu Diệc Phi thì Kbiz cũng có IZU, một mỹ nhân có sở thích chuyên dùng cam sau để selfie. Bất kể là qua bao nhiêu đời điện thoại, bao nhiêu tạo hình và bao nhiêu tấm ảnh tự chụp, IZU cũng luôn luôn dùng cam sau. Gần như cái cam trước của cô nàng là thứ vô dụng nhất trên chiếc điện thoại vì nó chẳng dùng để làm gì cả. Nữ idol còn căn tay rất chuẩn, quay máy lại nhưng vẫn bấm rất chuẩn xác, chọn góc rất đẹp và cho ra đời những tấm hình sắc nét và chân thực. Nhiều fan ngoài mê cái nhan sắc có thể chấp mọi thể loại camera này ra thì còn rất phục cái khả năng căn chỉnh, bấm máy cực điệu nghệ của em gái quốc dân xứ Hàn ấy. Lý Hiện, chàng nam thần vạn người mê trong Cbiz thì quả thực là kẻ thù của ảnh tự sướng, anh có khả năng dìm hết tất cả nét đẹp của gương mặt mình chỉ bằng một tấm hình selfie. Nguyên nhân là vì Lý Hiện chỉ có một góc chụp thôi, đó là chụp sát vào mặt, gần như cả tấm hình chỉ có mỗi cái mặt, cùng với đó là luôn chọn góc dìm hoặc tạo dáng lạ lắm. Nếu không phải là từ trên cao xuống thì là ngang tầm mắt, không thì lại là chụp từ dưới lên. Cũng may là anh đẹp trai có gương mặt thu hút đấy chứ người thường thì chụp xong chắc giấu hết đi chứ không dám khoe lên đâu. Sehun là em út đẹp trai hết nước chấm của EXO, hình ảnh nào tung ra cũng khiến fan mê đắm, thế nhưng cứ đến ảnh tự chụp là lại làm dân tình tụt hết cả mút. Sehun không thích khoe mặt đẹp, dáng chuẩn, anh chỉ thích khoe những khoảnh khắc đời thường xuề xòa nhất của mình thôi. Anh năm còn có sở thích chụp qua gương nhưng mà toàn chọn góc độc lạ, khi thì nghiêng ngả, lúc thì che hết mặt. Sehun thì chỉ có nhu cầu khoe cái lưng điện thoại thôi, còn lúc không chụp qua gương thì cũng là chụp ảnh nửa mặt, đội nón, thả tim, tóm lại là che mặt. Nói chung Sehun chắc không thích người ta khen mình đẹp trai nhiều nên phải giấu bớt đi đấy, fan cũng chỉ đành cạn lời thôi chứ có làm được gì đâu.